bay xác pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thắm mãi bên dàn trầu mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thênh thang trên con đường nắng độ trắng trang gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật lạ hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng đám cưới về trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay sạc pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thắm mãi bên dàn trầu mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thênh thang trên con đường nắng độ trắng trang gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật lạ hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ thank you.
cho lên hỏi kết qua bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vẫn nhiều vàng bước đầu, son sắc chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em vườn trái xanh màu. Gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc léo bướm ong phượng hồng ve kêu, giếng nước gạo cua tình yêu, chim liễu lo chuyện cành điều, ngô lúa sai quằn mì niêu. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là ông Dượng, Dượng Mê Dượng thứ 9. Đây là ông cậu, cậu thứ 4. Đây là ông chú Dư. Người kia là ông Dượng, Dượng thứ. Người kia là ông cậu, cậu thứ 7. Cho hai bên biết đây là ba của Tâm, đây là anh của Tâm, đây là của cậu, còn một của Tâm đây là chú ruột, cùng anh cùng bác, cùng đây là anh rể của Tâm. Cho anh hỗ trợ. Sau thầy Nam cũng giới thiệu đầu. Giờ trong đi làm nữ tôi là bà cô chín, cô tham mê đây là biết đầu hai chị gia biết đầu đây là tím tím bây giờ đây là bà lộ bốn kia là gì thứ gì út à cô kia là vợ vợ mấy vợ thứ bảy chàng tây đúng không? Đây là chiến chiến đây đây bà chị hai chắc tăng đây chị dâu đây chị hai đây chị ba của chắc tăng chiến chắc tăng nhà rồi chị nào có tay không ạ? Tôi về. Rồi giữa tay cũng có. Trong đó luôn ra. À, như đây. Cứ lên. Để đâu. Rồi cô về tay được. Rồi như đây, cứ là. Cứ xét người xét đâu xí. Như là cơn à quà cho như
cháu, vợ chồng tôi thì cũng cho cháu là cái kiều với cái cao. Cháu nó đều à. Rồi. Rồi chị ghé tay lên. Rồi chị nhìn lại cô nhìn lên nè, thế nè. Con đau quá. Con. Nó có một giường đó bên trong nhà. Rồi. Chị nhìn lên. Ta buồn chán, muốn khoanh tay quay mặt chẳng màng, ngồi đếm những nếp nhăn vầng trán, nhắc cho ta một thời yêu nàng. Nàng như nữ vương huyền bí, cùng nhan sắc kia mừng chỉ làm ta đảo điên thần trí. Bằng đời chê đa tình ngu si, ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giữa thế mê chê, yêu người nên khó thật cho ta với yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Khiến ta buồn chán, muốn khoanh tay quay mặt chẳng màng, ngồi đếm những nếp nhăn vầng trán, nhắc cho ta một thời yêu nàng. Nàng như nữ vương huyền bí, nhan sắc kia mừng chỉ làm ta đảo điên thần trí. Mặc đời chê đa tình như si, ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giữa thế mê chê, yêu người nên cố thật cho ta mới yêu mà ra. Ta vui đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi, ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi.
Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh. Rồi mình sinh khóm trúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Cười đầu năm lâu cưới cuối năm thêm người. Em đưa bà
vào tay cho anh xem nào. Duyên từ của em năm nay ra sao, xem cả tương lai em như thế nào. Anh thầy bói mù nhưng sáng như sao. Đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào này. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên dài ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, nhìn tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi đó nha. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này dường số lắm con. Muốn cho dung tròn nhà anh môi giới môi mai đưa đường là sống à. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào này. Nói rồi anh ta tuổi chừng 30 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng đó chính là là anh đây. Tài năng tiên dâu nhìn là chồng, gồm có là đặt trà, rượu, dầu trâu, bún, quan, rồi xin phép anh chúng tôi đi cho mà mấy anh này chúng ta. Tôi nói là bao nhiêu, thế là còn thế nào thì lên thế lên cộng mấy cộng mười vỗ tay đây. Là đâu cô cháu rồi, vợ chồng rồi cứ thế này, cô cháu cháu nó chuyện gì đây, chồng chồng nó khám thấy là khám nhiều vậy. Thưa ai ạ, nhân dịp cháu nó có à, mấy cô mấy vụ ở bên đó à, mấy cháu cũng tặng cho cháu một món quà. Thế nào nó rõ rõ là cô vụ 8 200, cô vụ 10 200, cô 9 200 đâu à, nhẫn 100, hồng 100, hãng 100, hồng 100, với hồng 100, vợ chồng tháng 100, cũng 900. Đứng ra thứ đầu chạy rộng chỗ. Nên tao cậu, nên tao lại lại đây, nên tao lại đây. Thằng thứ hai. Đây. Nhiều quá. Vậy con cô nào? Cô Bảy. Hôm nay là ngày thành hôn của hai em. Thì gia đình cũng phía bác ba, cũng là anh ruột của ông chú ở nhà. Rồi bác ba cũng gửi cho cưới cho em là 200 đô. 200 đô nè, 200 đô em cầm đi. Còn vợ chồng anh á là cũng ngày đám cưới cũng tặng cho em là 100.
anh hai nhà anh hai của anh hai tôi mà cho là em nói là 2 triệu. Đây là chị Ái Sam, chị Ngài Sam là anh Tý mẹ tài Sam. Đây chị Sáu cho Năm Phân luôn này. Sáu xuống mà mắt cầm mắt con gì vậy? Rồi cô xét hết, cô xét luôn rồi. Đây là thiếu cô thì dễ không? Cô thì ai? Cô thì dễ đấy. Rồi không làm lắm, ngày vô này, chắc ăn để gì đi
cho là chụp chân ra cho luôn cái bóp luôn ạ. Tặng cho em thẻ chứng minh đi tìm anh anh chị cho hai em một ngày dâu. Ngày dâu. Trời ơi. Lấy tờ đó mà cái gạo đó có cái cút tiền ngân hàng. Đây vô chụp hình này. Nói gì đưa tiền cho rồi ra tôi muốn còn uống nữa mà. Hôm nay doanh nghiệp đám cưới hai em anh chị về có một quà tặng cho hai em được cưới hai trăm năm mươi phút biết sẵn cho em ba trăm. Dạ. Tôi nói chứ. Được đi ha, nhậu ha. Dạ. Còn ai nữa không? Của con Văn Tân là Thanh My. Cảm ơn những bác, cảm ơn bác cô chú anh chị ở xa về, ra cũng muốn về, thành là cảm ơn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn
bạn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Bà hai bà, được chào mừng quý vị khách quý xa gần đã đến dự buổi lễ kỷ niệm một hạnh phúc trong năm của chàng trai Văn Tân Sánh Duyên cùng thiên nữ xinh đẹp Thanh My được long trọng tổ chức tại trung tâm tiệc cưới Mỹ Trầu vào hôm nay. Lời đầu tiên với lòng biết ơn sâu sắc xin gửi quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Xin
của tương đương một lần nữa chứng tỏ cùng chúc mừng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tên của cô dâu và chú rể lên sân khấu. Niềm an ủi và cũng là niềm tự hào đối với cha, đối với mẹ. Một niềm khát vọng lớn nhất khi các con đã đứng tuổi trưởng thành, đi xây dựng mái ấm gia đình và tận mắt nhìn thấy những giây phút trong đời khi mà có con hạnh phúc tuyệt vời. Trong kính mời đại diện của gia đình có đôi lời phát biểu cảm động. Chúng tôi mời mấy vị quan khách về đây dự buổi tiệc thành hôn vợ con của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách được nhiều sức khỏe. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu và vị đại diện của hai gia đình và hai họ. Hạnh phúc của các con cũng chính là được hạnh phúc là tiếp nối của cha và của mẹ. Giây phút hồi hộp của đấng sinh thành cũng chính là một sự đáng yêu, mà cũng chính là niềm ước mơ của những ai sắp có con xây dựng gia đình. Vâng, xin được cảm ơn và chúc mừng lời phát biểu của vị đại diện của hai gia đình và hai họ. Rất xúc động, rất hồi hộp và đầy đủ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cô dâu và chú rể cắt bánh mừng hạnh phúc trong năm. Cảm xúc tuyệt vời về hạnh phúc và tình yêu. Người đẹp nhất đêm nay
chính là cô dâu và chú rể. Xin được tất cả chúng ta chúc mừng để cho đôi đứa mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Bây giờ xin được kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng nâng ly. Xin mời bố.
các nghệ sĩ nhí với một tiết mục rất xuất sắc và ấn tượng. We just wanna make the world.